Rồi giờ con kể cho mấy chú với lại mấy bạn nữ khác á, nhỏ như con vậy để cảnh giác nha. Dạ. Con kể coi là từ lúc mà con lên mạng con làm sao, làm gì nó bị dụ vô bé hay sao? Dạ, lúc đầu là con thấy bài đăng trên Facebook là tuyển nữ phục vụ karaoke tuổi từ 16 đến 35. Chỉ là bưng bê trái cây này kia, không mại dâm, không ma túy. Con thấy bài đăng như vậy, con mấy mượn hội bạn, con đăng nhập số, con tìm Zalo, con nhắn tin thử. Cái chị đó mới nói với con là bây giờ bên kara của chị vắng khách lắm, em có muốn làm bay không? Cái con mới nói với chị là làm bay là làm sao chị? Cái chị mới nói là làm bay thì cũng như quán kara thôi, nhưng mà chị khác là không uống bia. Đó, con thấy gì? Con thấy cái vấn đề không uống bia thì con chấp nhận, con lên làm. Chị đó mới nói là, con mới hỏi là chị ơi bây giờ có xe xuống đón em không? Cái chị đó mới cho xe xuống đón. Chị đó nói là lên thì em sẽ được giờ giấc tự do, làm thì chỉ đóng tiền bạn cho chủ thôi, chứ không có đóng tiền thấy chân gì hết. Cái con thấy gì con mới chấp nhận, con lên làm. Cái đón con lên, con không nhớ là địa chỉ chính xác, nhưng mà con nhớ là đường Chu Văn An. Cái tới đó thì gặp cái người đó nói là anh đó tinh tí, và được cái chị Giang đó kiểu là nhờ rước con giùm. Con mới tới đó xong rồi cái anh đó mới nói á, bây giờ lúc đầu anh có hỏi là tuổi con bao nhiêu, con cũng nói tuổi thiệt của con là năm nay con mới 27 thôi. Cái chú đó mới nói là bây giờ tuổi 27 con là cũng không có ai nhận. Chú đó mới nói là vậy mấy chú là sẽ chụp hình con in vô cái giấy chứng minh giả gì đó để được nhận vô việc. Xong rồi cái chú đó mới nói là bây giờ chú đó cũng mở đường cho con, nói là con có muốn qua cam làm không này kia, con nói là không. Xong rồi mấy chú đó mới đưa con qua quán karaoke đó. Đưa qua karaoke đó rồi sau đó chấp nhận con đó, rồi nó đưa con vô chứ con làm gì cái gì? Dạ mấy chú đó nói là bây giờ em cứ mượn tạm người ta 6 triệu đưa anh đi. Rồi xong rồi tầm một em làm ở đó 1-2 hôm thôi, rồi anh qua anh đón em, rồi anh qua anh đón em qua chỗ anh làm, là kiểu như 6 triệu đó là anh trả lại cho ta, là em không có thiếu nợ gì hết. Dạ xong rồi cái con cũng nghe lời theo, con mượn 6 triệu con đưa qua cho ảnh. Xong rồi ảnh đi mất tiêu luôn. Anh mới nói là qua đây làm là người ta bao ăn bao ở, kiểu là làm xong là được ra ngoài tự do. Cuối cùng là con vô, con không được ra ngoài tự do, con ở chổng không à, con đi đâu cũng có người quan sát đi theo hết. Xong rồi dạng rồi con được lên làm một bàn đầu thì con thấy làm vô tự nhiên, con thấy vô làm xong rồi con ngồi xuống, mấy chú đó dạng kiểu khoát tay ôm ấp này kia. Xong rồi con sợ, con mới đi ra, con không làm nữa, con mới gọi cho lực lượng công an. Con gọi lực lượng công an nào? Dạ lúc đầu con gọi 113 nhưng mà 113 không có nghe máy. Con chuyển qua 115. 115 cái con nhà chị y tá báo giùm, con vẫn không thấy, con mới điện cho mình một cuốn. Mới mình cuối cùng là bên đâu giúp con? Dạ không, bên đó có ghi thông tin con lại, là chú đó nói là để chú báo giùm. Xong rồi cái con vẫn không thấy hồi âm, con mới lén mượn hội của mấy chị. Con lên Google con tìm công an Bình Dương gì đó. Cái con bấm con gọi đại, vẫn không thấy hồi âm luôn. Cuối cùng không biết sao chủ không cho mấy chị cho con mượn điện thoại nữa. Rồi con mấy nay con đâu gọi được cho mấy chú đâu. Sáng nay mấy chú mới tới đón con ra. Mấy chú tới quán lúc mấy giờ? Dạ tới tầm 11 giờ hay 11 giờ 10 phút. Dạ. Liên lạc với con được không? Dạ không có liên lạc. Con đang nằm ở chổng rồi mấy chú tới, mấy chú kêu con ra luôn. Kêu ra dạ đưa về mấy chú công an. Con bị đưa vào quán để làm là ngày nào? Dạ con không nhớ chính xác nhưng mà tầm thứ hai hoặc thứ ba gì đó. À, thứ ba. Dạ. Là con ở quê con lên trên Đài luôn hay là con ở Bình Dương đây rồi? Dạ không, con ở Long An, con ở nhà bạn con mới tìm việc làm. Việc làm rồi là đưa lên Bình Dương hay sao? Dạ đưa lên Bình Dương. Là khi mà con vào đấy con làm là con tìm thông tin trên mạng, là những cái việc đấy là hoàn toàn là việc tế nhị hết chung con? Dạ đúng rồi, không có dạng như mà chị không có nói là lên đây là khách sẽ ôm ấp này kia hết. Nhưng mà con lên làm bằng đầu thì tự nhiên khách ôm này kia, cho nên là con không làm nữa, con đi ra. Trong thời gian con trong đấy có bị nhốt, bị đánh đập gì không hay bị đe dọa gì không? Dạ không, chủ chỉ nói là
làm hết nợ rồi mới được đi đâu thì đi. Cái số nợ của con là nợ 6 triệu là con đưa cho người kia hả? Dạ đúng rồi. Là có mấy anh kia kêu con đưa 6 triệu đúng không? Dạ. Mấy anh kia nói là em cứ mượn tạm 6 triệu đi, rồi một hai hôm anh qua anh gửi lại cho em là em được đi ra ngoài. Là con chỉ biết vậy thôi. Là sau khi mà nghe mấy anh ấy kêu đưa 6 triệu cho anh mượn là em vào mượn chủ à? Em mượn chủ của quán karaoke hả? Dạ không, anh đó nói với chủ trước, nói là tiền đưa bé này qua là 6 triệu rồi. Rồi chủ mới nói với con là bây giờ là mượn 6 triệu này đưa qua cho anh đó là làm, là con làm con trả dần. Đó, mấy chú chủ đó mới nói như vậy. Qua sự việc này là con có rút kinh nghiệm, là con có cần nói gì cho mấy bạn như bằng tuổi con cảm giác không? Con chỉ muốn nói là đừng có tin những lời trên mạng thôi. Con chỉ muốn nói là mấy chị đừng có kiểu dạng ham tiền nhiều mà lên làm giống con thôi. Con chỉ muốn nói vậy thôi. Giống con nữa, giống như vô là con còn hên đúng không? Con còn hên, con biết đường con gọi chứ gặp mà những chỗ khác chắc con cũng không biết mấy chị sao. Bệnh hên cho con là con chưa đi qua cam á. Yeah. Con mà đi qua cam cuộc đời con xong rồi. Con bữa giờ con có coi cái mấy cái vụ mình đưa qua Campuchia của nhóm thám tử đường phố làm không? Dạ con chưa coi. Chưa coi cho nên con không biết. Nếu mà con coi rồi con sẽ không dám lên. Vậy con không coi nha. Dạ. Con hiện tại trước đấy ở Long An là con ở không hay là con có đi học đi hành hay làm cái gì không? Trước thì con ở trên thành phố, con có phụ bán bánh cho tiệm bánh kem. Xong rồi cái chủ cho con nghỉ thời gian tại vì quán phải giờ đi chỗ khác á. Cho nên con mới về Long An, con ở đậu nhà bạn. Con thấy ở đậu lâu quá kỳ cho nên con mới kiếm đại việc làm con làm. Con mới lên tới đây luôn. Bây giờ con có việc làm chưa? Dạ con về dưới thì con sẽ đi học làm neo. Dạ. Cố gắng hơn. Dạ con có chỗ rồi nhưng mà cô đó không lấy tiền. Cô nó nói là học ra nghề đi rồi cứ ở lại làm cho cổ. Bây giờ chú bảo này, nói chung là mình ấy, mình phải am hiểu cái công việc nào cũng vậy, mình có đừng có nhẹ dạ cả tin những cái việc làm trên mạng. Dạ. Đừng thấy việc nhẹ lương cao mà ham. Những cái đấy là những cái chiêu trò lừa đảo hiện nay đang rất là nguy hiểm. Dạ. Nên mà sau cái vụ việc này thì con phải rút ra một cái bài học. Dạ. Cảnh giác, cực kỳ cảnh giác nhá. Dạ. Phải luôn, nói chung là cái việc làm mình phải thực tế. Thực tế ở ngoài chứ. Dạ. Mình đừng có tin trên mạng xã hội. Nói chung số con còn rất là may mắn. Dạ. Thì cũng cảm ơn con rất là nhiều đã chia sẻ vừa rồi. Thì để cho những cái bạn cùng trang lứa khác cảnh giác. Dạ. Qua cái video này thì rất mong tất cả các bạn trẻ hãy luôn luôn cảnh giác, đề phòng những cái chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội. Rồi cảm ơn con nhiều.